anh xem là cái thằng kia nó như nào, vừa lấy nó còn gặp em này. Đấy, gặp Phú với gặp cả Sơn này, nhưng anh biết nó làm chúng nó làm gì không? Bây giờ mày nó mua chuộc hai thằng này, nó bỏ tiền nó mua chuộc hai thằng này, nhưng mà thằng này may là tỉnh. Nó bỏ tiền nó mua chuộc hai chú luôn. Chả thế, em thấy là cầm lại cùng tiền dày lắm, không biết nó mẹ nó kiếm đâu ra tiền. Bây giờ nó gọi là bè gọi Thái về để quay đầu hết mày, là đánh nhau mày, đánh mày. Nhưng mà nó đưa chú ra tiền. Hai cặp cắt tầm cho đấy tầm 200 triệu mày. À, cũng nhiều đấy. Này nói chung là nó nhiều đàn em nó cũng kiếm được nhiều mảng linh tinh ấy, nhiều tiền đấy. Bây giờ như này này, anh tính bây giờ anh ra anh gọi điện nó ra lúc này anh gọi xem nó ra nói chuyện hay không. Để anh cho nó một cơ hội để xin lỗi mày xem là có mà xin lỗi mẹ mày. Vừa lấy em ra em cũng gặp nó một lần rồi. Mẹ cũng chỉ lại bắt đầu là chửi em các thứ. Đấy giờ, nhưng mà nó là chơi cái trò gọi là tiểu nhân quá, đúng không? Nó bỏ tiền ra đội định mua chuộc anh em. Bọn này là anh em xung quanh chú là để cho quay lại là bái chú rồi chưa? Đấy. Về hết về nó á, tại vì chắc là nó cũng cay đấy, nhưng mà thằng này nó nói chung chắc là quan ngang quá, bây giờ anh gọi cho nó rồi chưa? Nhưng mà tuổi gì để anh nói chuyện phân bua cho một lần. Mấy anh em mẹ mày hơi bị tỉnh luôn. Ra nếu không? Mà nó ấy mà không xin lỗi mày ra dò nó luôn hiểu chưa? Nhưng mà nó có dám ra hay không là vấn đề chứ, vừa đấy nó gặp em một lần rồi. Đấy, nó bỏ tiền ra nó mua chuộc mấy thằng nó là anh gọi điện cho nó mà nó nghe nó nhắm ra. Nếu nó ra thì là cho bọn chú đi sau, anh ra gặp nó trước. Ok. Để mình phân bua, nếu mà nó không nghe thì ta lao vào đánh nó luôn. Còn em sợ là nó gọi theo người đấy, nó gọi ra hiểu chưa? Nó gọi theo đống người ra nó vụt đấy. Để mình anh ra trước. Ok. Tại vì hôm trước là chắc là nó cay mày nên nó là nói anh thôi. Chứ bây giờ anh nói chuyện không biết là nó còn quay nhà anh hay không như nào thì cũng biết. Bây cứ phải gọi nó ra một lần để nói chuyện cho nó rõ đã, hiểu chưa? Đấy thì còn anh gọi nếu, xem. Nếu mà anh bị đánh ý, thì bọn mày gọi là cầm gậy ra đập nó chặt. Được. Cho nó chừa luôn, lần sau đỡ phải lôi kéo thằng nào này kia. Okay. Cho nó rén luôn hiểu chưa? Đấy thì anh gọi đây. Thằng này là phải di nó luôn. Cho nó nghe, bật nó to lên. Cho nó đỡ cấn. Alo. Sơn à. Bây giờ như này nhá, thì cái chuyện của mày với chị Sơn ấy, anh nghĩ là cũng khả năng là lên dừng lại được rồi đấy. Bây giờ mày có thời gian mày ra mày gặp anh nói chuyện một chút được không? Cái gì? Bây giờ mày có thời gian không? Mày ra đánh nhau rồi. Mày ra mày thằng nào nói vào điện thoại đấy. Đây là thằng em anh thôi. Không phải thằng Trinh Sơn, thằng em anh thôi. Bây giờ anh chỉ muốn hẹn riêng ra anh với mày ra nói chuyện mình tao thôi. Mẹ mày láo thì anh phải chỉ mày, nhưng bây giờ ra nói chuyện tao bảo chuyện này là chúng ta nên dừng lại thôi. Bây giờ anh ra nói chuyện với mày. Nói chuyện trực tiếp nó mới rõ ràng, nói chuyện điện thoại nó không rõ ràng. Mày có thời gian để mày ra mày nói chuyện với anh mày không? Một lần thôi. Tao chỉ cần một lần ra nói chuyện mày thôi, được chưa? Đi một mình thôi, tao chỉ đi một mình thôi. Còn đây là thằng em nó đang ở trong nhà, chỉ đi một mình thôi nhá. Còn địa chỉ đâu thì bây giờ anh nhắn luôn cho mày. Xong đến tầm ở độ 5-10 phút nữa thì anh em mình ra đấy nói chuyện nhá. Ok, thế thôi nhá. Đấy, anh làm được. Phú vừa nói nó tưởng là anh ra là gọi đông anh em lên phục vụ nó cũng khôn lắm mẹ mày. Người ta quay đó lại chắc là thằng này là bây giờ thì mẹ nó cũng cay người đấy. Thì bây giờ là cứ để ra nó khôn chuyện. Nhưng mà nó anh khôn thật mà nó kiểu nhân đi sao hổ chưa? Anh nhắn tin nó địa chỉ để cho nó đến trước. Thì anh ra đây này, anh gọi cho xe ngay đầu xe này, em ngồi đây em canh luôn. Không ra đầu xe đó được. Anh cho địa chỉ rõ ràng. Cho chỗ nào mà nó vắng vắng thôi hiểu chưa? Là mình anh ra nói chuyện thôi, của mày thế mà thì bị đánh thì la và đập tôi chậm để cho nó chừa nhá. Ta gì chứ mẹ đi, thôi đi, anh em đi nhé. Em phải đi không? Có đi, để anh nhắn tin địa chỉ nó đó, anh biết là cái chỗ này nó vắng. Vụt chết mẹ luôn. Trời ơi, đánh nhau đi. Đi. Bây giờ là anh nhắn tin là địa chỉ của nó ở đây rồi. Nếu gọi cho chỗ nào không gọi vào chỗ này, sợ đông người ấy. Đâu, nói chung là ra đây mục đích là anh chỉ nói chuyện để xem là thái độ nó như nào thôi, hiểu chưa? Nếu mà bây giờ nó biết lỗi, cái kiểu nó ra nó xin lỗi mày, mày xin lỗi lại nó một câu, hiểu chưa? Tất nhiên. Thì anh em coi như là thôi, đúng không? Còn đúng. Nếu mà nó láo, nó coi anh nhớ gì mà nó coi mày bây giờ nhớ gì nữa thì nó thích thì anh em cẩn nói chuyện, ok chưa? Ok. Thì bây giờ bọn mày cứ ra sau cái nhà cho mọi người đứng nhé. Okay. Còn để anh ra nói chuyện, nếu mà thấy anh bị đánh thì bọn mày ra giúp anh. Gào to lên rồi em nhắm nghe thấy anh rồi đấy, hơi điếc ạ. Khổ quá. Hello. Anh mà đi một người, bây giờ là hai thằng nữa nào? Hả? À, tôi thích nhiều người quá rồi, thằng đi đâu Quý, bây giờ mày ở bên phe nào? Phe nào anh không biết, bây giờ cứ bên nào đúng là... Mà sao ông anh cứ hỏi thế làm gì nhỉ? Ông anh bên phe nào?
anh chẳng bên phe nào hết, chẳng bên phe nào không gọi chửi, anh bảo anh gặp thật. Mày ở đâu thì táng ở đấy. Anh nói thật mày là anh bảo ấy là anh xem video của mày ở trên mạng mày đăng lên ấy thì anh thấy mày là thằng sai nhiều hơn đấy, nói chung là thằng nào cũng sai hiểu chưa, nhưng mà anh thấy mày là thằng sai nhiều hơn đấy. Bây giờ anh chỉ muốn là ra đây là khuyên giải mày thôi, từ hôm trước thì nuôi tao nóng quá tao chửi mày mấy câu giờ thôi thông cảm với anh, còn bây giờ anh muốn là hai thằng mày là thôi chứ anh em chơi nhau bao nhiêu năm rồi hòa giải là tốt nhất hiểu chưa. Còn bây giờ mày sai trước thì mày ra mày xin lỗi nó một câu thì nó sẽ xin lỗi lại mày thôi là được. Nói chung là bây giờ thằng này chẳng xin lỗi thằng nào hết. Còn ông anh nếu mà không ấy thì tôi đừng xem vào cái chuyện thằng này nó làm cái gì để cho thằng này tự giải quyết. Còn thế cho được cuối cùng là tao bảo nó nghe không biết thằng này như nào. Thằng này mày thấy ai đúng hả? Ai đúng không biết anh nghe. Anh hỏi mày thấy đúng, mày có thấy thằng này sai không? Sai thì anh mới là sai, anh hôm trước anh bảo dọa đánh như thế, xong anh còn bảo đe dọa đánh. Còn em tao mục đích ra ấy, tao chỉ can thôi hiểu chưa. Bọn mày can cái gì? Gọi điện bọn mày ra nói chuyện gặp tao mà mày không ra tao tức là chửi hả? Tức xong rồi chửi bới một đôi đánh nữa mà. Thế mày bây giờ nhất quyết là theo việc này, còn thằng này là không xin lỗi nó gì hả? Tao phải xin lỗi, tao xin lỗi, mình có sai được. Thế gì? Mày nghe em không? Anh ơi! Hả? Mày nghe em không? Nào? Bên nào là anh bây giờ tự nhiên đánh nhau đây nhỉ? Đéo ơi, chúng mày thích đánh nhau ấy. Ừ, bố mày thích nhau ấy. Nào, cậy đông à? Đấy, này. Bây em mày hiểu, bảo mấy thằng em biết ra ra. Bố mày đéo cần. Nhưng em mày hiểu, em là người ở giữa. Quý đi cùng ấy. Bây giờ tự nhiên các anh hai bên đều là anh. Nào! Thôi đã, để nói chuyện xem chó muốn nào. Bây giờ mày muốn nào? Muốn nào? Thích thì chơi thôi, chứ muốn nào? Rồi. Nói chung hôm nay ấy, có thằng cú ở đây nó đéo xử mày nữa. Em bảo thôi là thôi mà. Nhưng mà tốt nhất ấy, ra đường cẩn thận. Anh em tao đéo để mày yên đâu nghe chưa? Ok. Nghe câu của đéo mày xin lỗi thì mày cứ để đéo mày xin lỗi, quỳ xuống mày xin lỗi nhá. Thôi, mặt đấy. Rồi cũng này quỳ xuống xin lỗi. Mẹ. Hôm nay cắn cọ thì đông người nữa mà. Đừng có bỏ tiền, đừng có bỏ tiền ra mua chuộc. Mẹ khổ quá. Bỏ tiền ra mua chuộc. Thì bây giờ rồi này, quỳ xin bố lỗi bố này. Sống bẩn bỏ tiền ra mua chuộc bọn phú nhỉ, Sơn. Thôi. Anh nói nhiều ấy nhỉ? Anh muốn em bảo không đánh nhau, anh đéo muốn đánh nó chưa? Anh đập ông ý làm gì á? Nhưng mày thấy anh nói chuyện nó chưa? Nó ngang đi như cu ấy. Ngang như cu. Cay đúng không? Anh mục đích ra anh chỉ là muốn thôi một phát thôi là mấy anh em qua lại nó đàng hoàng thôi. Không làm gì can thôi, cũng bị thâm hết ngực này. Như đây. Chó phải thâm hết rồi. Nó cầm cái gì á? Ôi, đi mẹ bây giờ thằng này đi. Anh đéo nó nhiều nữa, còn hôm nay có phú đây. Thì thôi. Còn anh với Sơn thì sẽ chơi cùng thằng chó này luôn. Đúng. Quay về đi. Phố này của mày à. Anh giật hơi thế.